Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Đông Nhi và ông Cao Thắng đã dành thời gian trả lời truyền thông sau lễ rước dâu tại nhà riêng. Sáng nay 8/11, lễ rước dâu của Đông Nhi và ông Cao Thắng đã được diễn ra tại nhà riêng với sự góp mặt của gia đình hai bên cùng đông đảo người hâm mộ. Ngay sau buổi lễ, cặp đôi đã dành thời gian chụp hình và trò chuyện, gửi lời cảm ơn tới truyền thông, khán giả trước khi ra sân bay tới Phú Quốc chuẩn bị cho lễ cưới vào ngày mai, 9/11. Ông Cao Thắng và Đông Nhi không giấu được hạnh phúc, dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào sau buổi lễ. Ông Cao Thắng và Đông Nhi cho biết rất xúc động khi được người hâm mộ, truyền thông yêu thương theo dõi ngày trọng đại. Tuy nhiên vì thời gian có hạn nên cặp đôi phải tranh thủ đón tiếp họ hàng hai bên gia đình và ra sân bay tới Phú Quốc ngày trưa nay để chuẩn bị cho lễ cưới vào ngày mai, 9/11. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.